lần đầu tiên mà mình dùng một con tai nghe nó độc lạ như thế này anh em ạ. Đây, anh em thấy gì chưa? Case của nó có hẳn một cái màn hình để điều khiển rất nhiều thứ luôn. Thậm chí là cũng ở chính cái màn hình này thì trong quá trình mà mình dùng á thì nó cũng đã thay đổi đi một chút cái thói quen của mình trong lúc mà mình nghe nhạc này kia nữa đấy nha. JBL 2 Pro 2 giá con này loanh quanh gần 6 triệu và ngoài cái sự độc đáo ở màn hình ra thì về chất âm, chống ồn hay là về những cái thứ khác của con này á thì nó có ngon và đáng giá hay không thì ok, video này mình sẽ đánh giá nha. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái màn hình ngoài ở trên cái case này và đây cũng là cái thứ đặc biệt nhất của nó luôn. Và ngoài ra như mình có nói á, nó cũng là cái thứ thay đổi đi một chút cái thói quen sử dụng của mình trong quá trình mà mình nghe nhạc. Cái thay đổi đầu tiên chắc chắn phải nằm ở cái việc tương tác rồi, vì màn hình của cái smart case này nó cũng là màn hình cảm ứng luôn chứ nó không đơn thuần là một cái màn hình hiển thị thông tin bình thường đâu nha. Đã vậy cái kích thước của nó cũng lên tới 1.45 inch, lại còn có thêm cảm ứng nữa, nghe nó giống như là mình đang nói về một cái màn hình của những con smart band của Xiaomi hoặc là Huawei này kia đúng không? Đấy thì cái yếu tố lạ nó nằm ở chỗ đó. Còn về mặt tương tác thì trước hết mình sẽ nói về cái phần thông tin hiển thị ở trên cái màn hình này nó sẽ là như thế nào nhá. Có thể nói là nó có những cái thứ rất là quan trọng mà mình cần và cũng thường xuyên theo dõi, đó chính là phần trăm pin còn lại của hộp sạc lẫn tai nghe. Bình thường muốn xem cái thông tin này thì mình toàn phải rút điện thoại ra, unlock máy và sau đó là vô app JBL Headphone thì mới biết được chính xác những con số phần trăm đó. Còn nhanh hơn một chút đó thì mình cũng phải lấy máy ra này, cũng phải vuốt vào phần quyết trị của iPhone và xem tai nghe hiện đang còn là bao nhiêu phần trăm pin. Mà cái phần trăm hiển thị này là nó chỉ đang của tai nghe thôi nhá, trước của hộp sạc còn lại là bao nhiêu thì mình cũng chả biết luôn. Đấy, thông tin về pin thì bây giờ mình chỉ cần nhìn trên hộp sạc là xong, vừa đầy đủ vừa nhanh mà nó cũng tiện hơn rất là nhiều. Còn về phần tùy chỉnh tính năng của tai nghe thì phải nói là JBL rất là biết cách tận dụng cái màn hình ngoài này sao cho triệt để. Bởi vì những cái tính năng nổi bật của tai nghe thì mình đều thấy là có thể chỉnh hết ở bên ngoài này mà không cần nhất thiết phải rút điện thoại ra nha. Đấy, mình chỉ cần mở màn hình của em này lên là bật tắt được chế độ chống ồn ANC nè, hay là chuyển sang chế độ Ambient nè, chế độ Talk Through, vút qua thì có cả tùy chỉnh Equalizer, qua tiếp nữa thì có tab hẹn giờ này kia luôn nha. Kế bên nữa sẽ là tab bật tắt và tùy chỉnh những cái tính năng như là Spatial Sound này. Rồi cứ thế vuốt qua và vuốt qua nữa thì sẽ có rất là nhiều những cái tùy chỉnh khác nhau ở trên cái phần màn hình của em này, như là chuyển hoặc dừng nhạc này, điều chỉnh âm lượng này. Thậm chí xịn hơn nữa là màn hình của cái case này nó còn hiện được cả thông báo tin nhắn và cuộc gọi cho mình luôn. Và mình cũng có thể thấy được số điện thoại của người gọi, bấm trả lời cuộc gọi và kết thúc cuộc gọi ngay trên cái case này cũng rất là tiện. Rồi thêm một cái nữa là nó còn có thể set được ảnh nền nữa đấy nha. Đó, anh em thấy không? Cái màn hình của con này nó không khác gì một con smartwatch bình thường luôn. Ở góc màn hình của con này là mình có thể xem được cả giờ giấc này kia nữa đấy nha. Nói thêm một chút về độ sáng hiển thị ngoài trời của em này, mình đánh giá là ở cái mức độ sáng cao nhất thì nó vẫn hiển thị rất là tốt nha, chả cần phải điều chỉnh cái gì, mình cứ lấy case ra bấm một phát là nhìn rõ và bấm đúng luôn. Còn dùng trong nhà thì mình toàn để độ sáng màn hình của em này ở mức low thôi, như thế là vẫn rất là đủ dùng rồi. Đấy, chỉ với một cái màn hình như thế này thôi mà nó cũng đã thay đổi đi rất là nhiều những cái thói quen sử dụng hàng ngày của mình khi mà sử dụng những cái thiết bị công nghệ để nghe nhạc này kia rồi. Thay vì như trước đây muốn tùy chỉnh cái gì thì mình phải rút điện thoại ra, còn bây giờ thao tác trực tiếp hết trên cái màn hình của em này. Chẳng hạn như là đang ngồi xe, ngồi tàu hay là đi bộ, chạy bộ này kia, cần tùy chỉnh cái gì thì mình chỉ cần rút nó từ túi áo ra hoặc là túi quần ra và tùy chỉnh luôn là xong, rất tiện và nhanh nữa. Nói chung là mình thấy cái màn hình này nó có tính thực dụng rất là cao chứ không chỉ đơn giản là một cái màn hình ngoài để trang trí làm màu cho đẹp đâu. Rồi, bây giờ thì quay trở lại một chút về thiết kế nha. Nhìn tổng quan thì anh em có thể thấy là phần case của M2 Pro 2 này nó khá là bầu bĩnh, không quá nhỏ nhưng mà nó cũng không quá to. Trọng lượng thì nó có cái độ đầm chắc vừa phải. Mình thì mình vẫn hay để em này trong túi áo trước thì nó vẫn khá là ok và thoải mái. Còn về mức độ hoàn thiện thì mình đánh giá cao em này nha. Thật sự luôn, cầm vô và bóp như thế này thì mình thấy được nó rất là cứng và chắc. Trên thân hộp thì nó cũng được tô điểm bằng một cái dải nhựa bóng nhìn rất là đẹp. Nó hoàn thiện hẳn vào phần bên trong chỗ chứa tai nghe luôn. Mở nắp ra là anh em có thể thấy trông nó rất là bóng bẩy và sang trọng đúng không? Còn nhìn tổng quan về mặt thẩm mỹ, thật sự là case em này rất là đẹp. Nó mang một cái chất rất là high tech và hiện đại. Thậm chí là ngay từ cái phần màu sắc thì nó cũng đã rất là ngầu rồi. Còn về mặt sau của case thì nó có in một vài những cái thông số và thông tin chứng chỉ này kia thôi. Mà ở ngay cái bề mặt in thông tin này á, thì nó có một cái lớp cao su sờ vào sẽ cảm thấy rất là mịn tay. Tất cả đó, cái bề mặt cao su này nó còn giúp cho mình khi mà mình đặt em này lên cái đế sạc không dây á, thì nó sẽ không bị cái tình trạng là trôi tuột đi đâu, bởi vì em này có sạc không dây mà. Hoặc là anh em có thể cắm sạc em này qua cổng Type-C ở ngay phía dưới nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nói về cái phần tai nghe bên trong. Phải nói là nó rất gọn gàng và nhỏ gọn đúng không? Về phần kiểu dáng của nó thì mình thấy là nó cũng không có gì quá là lạ đâu. Đeo lên thì mình cảm nhận được là nó rất fit với tai của mình. Kiểu đặt vô là nó fit với từng cái đường cong trong tai mình luôn ấy. Đeo rất là chắc chắn và thoải mái luôn. Và gần như khi mà mình nằm, mình ngồi, mình vận động thì cả hai bên tai nó đều rất là chắc chắn ở trên tai mình, không rớt đâu anh em nha. À, nếu mà lỡ có may đi mưa thì em này cũng có kháng nước IPX5. Đây là mình cũng sẽ không phải quá lo trong những cái trường hợp mà dùng nó trong cái mùa ẩm ướt này đâu. Tiếp theo sẽ là phần chất âm. Bởi vì đặt trong cái tầm giá gần 6 triệu này, chúng ta sẽ có nào là AirPods Pro, dòng tai nghe của Sony vân vân. Thì không biết là tai nghe của em này nó có ngon hay không nhở?
Cá nhân mình thì đã có một cái khoảng thời gian dùng AirPods Pro 2 rất là lâu, và sau một thời gian mà mình chuyển sang dùng em này á, thì cái chất âm mặc định của nó không tùy chỉnh equalizer gì nha. Mình thấy là nó có một cái hướng tone âm khá là sôi động, đúng cái kiểu của JBL luôn. Đặc biệt là ở cái giải bass nó thể hiện khá là tốt khi mà nó có đủ lượng này, đủ độ chắc chắn, và nghe ở những cái bản nhạc trap, EDM hay là rap hip hop này kia vân vân, thì đầu mình nó vẫn gật gù, vẫn cảm thấy rất là thích. Thật ra thì để có một cái giải bass tốt hơn và nhiều hơn thì mình có thể tùy chỉnh sang chế độ là bass mode ở trong equalizer của tai nghe nha. Nghe nó sẽ khác hẳn đấy. Còn về giải mid và trap, nghe khá là nhiều nhạc nhẹ nhàng acoustic với những cái bản nhạc R&B. Hai giải âm này thì nó thể hiện khá là sáng và rõ ràng. Ít nhất thì cả ba giải âm khi mà mình nghe nó không bị cái tình trạng là rối mù vào nhau để gây ra cái cảm giác là không nhận biết được tiếng nhạc cụ hay gì đâu. Đánh giá chung của mình về chất âm của em này thì có thể nói là nó nghe tạp rất là ok. Anh em nghe EDM, anh em nghe nhạc R&B, anh em nghe nhạc nhẹ nhàng thì nó vẫn đều hợp. Nhưng mà đánh giá tổng thể về chất âm á, thì mình cảm thấy là em này vẫn chưa được hay và chi tiết như là AirPods Pro 2 mà mình đã từng sử dụng. Nhưng mà về cái phần chống ồn thì khác nha. Con này mình đánh giá là chống ồn của nó ngon và thông minh nữa cơ. Trước tiên là ở cái chế độ ANC, nó có khả năng khử âm rất là tốt, đặc biệt là ở những cái môi trường ồn ào như là tiếng xe cộ ngoài đường, tiếng gió, các cái tiếng click trong môi trường làm việc thì nó đều khử được đâu đó tầm 80%, kết hợp theo với nhạc ở bên trong tai nghe nữa thì thôi, khỏi nghe gì bên ngoài luôn. Còn về cái gọi là thông minh á, thì chống ồn của em này mình sẽ không tùy chỉnh được là nhiều hay ít, mà cái này nó sẽ do AI quyết định, bởi vì nó sẽ tự nhận biết và điều chỉnh dựa trên môi trường mà mình đang đứng. Và mình thấy là cái tính năng này thì nó cũng hoạt động khá là hiệu quả, bởi vì nếu trong trường hợp mình đi ngoài đường thì nó sẽ chống ồn nhiều hơn, và khi mà mình bước vào trong nhà thì nó sẽ giảm cái mức độ chống ồn lại, khá là hay. Ngoài ra trên em này cũng sẽ còn một chế độ nữa là chế độ talk through. Khi mà mình bật cái chế độ này lên thì nó sẽ tập trung tăng cường cái phần mic để tái tạo cái giọng người nói cho nó chi tiết hơn, nghe rõ hơn. Thậm chí là cái tính năng này khi mà bật lên thì âm lượng media đang phát trong điện thoại nó cũng sẽ giảm ở cái mức thấp nhất để mình nghe được giọng người một cách rõ hơn. Và cuối cùng là về phần pin, theo như JBL ghi chú ở đây thì cái thời lượng sử dụng của nó ban đầu sẽ được như thế này. Còn về cái thực tế mà mình sử dụng kết hợp với hộp sạc này kia nữa, ban đầu mình sẽ nghĩ là pin em này sẽ không được tốt vì phần case sẽ phải gắn theo cái phần màn hình hiển thị nữa, hay là pin của nó sẽ phải tụt nhanh hơn. Nhưng mà thực tế thì nó lại khác nha. Pin của em này nó vẫn đủ tốt. Ít nhất thì dùng mỗi ngày 1-2 tiếng thì tới giờ là tới ngày thứ 5 rồi thì mình vẫn chưa phải sạc lại em này. Ngon đúng không? Tổng kết lại, JBL True Pro 2 phải nói là con này nó khá là lạ bởi vì cái màn hình của nó đúng không? Nhưng mà cái lạ này nó áp dụng trong thực tế thì nó rất là tốt, mà chưa kể nó lại cho mình cảm hứng để sử dụng trong thời gian vừa qua nữa. Còn về phần chất âm thì trong cái tầm giá này em này chưa phải là xuất sắc nhất đâu, nhưng mà nó vẫn đủ tốt để không bị đánh giá là chất âm không phù hợp với phân khúc. Ngoài ra chống ồn của em này nó cũng ngon này, đeo cảm giác thoải mái, có kháng nước vân vân. Rồi, anh em thấy sao? Đây là phần comment nha. Và cảm ơn quan nhấn like, share và subscribe channel GZ. Mình là Cà Tổng. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace.